Bộ trưởng Bộ Y tế Vladimir Valech cho biết hệ thống sẽ được thiết lập để giấy giới thiệu của bác sĩ đa khoa có thể được gửi bằng hình thức điện tử lên hệ thống của bệnh viện. Các kết quả kiểm tra dù là trong phòng thí nghiệm hay chụp X-quang sẽ được gửi điện tử từ thiết bị tự động tải lên trên hệ thống thông tin của bác sĩ điều trị. Hình thức điện tử cũng áp dụng cho các báo cáo xuất viện để tránh trường hợp bệnh nhân quên đưa báo cáo cho các bác sĩ. Bệnh nhân có thể xem xét tất cả tài liệu trong ứng dụng EZ Carta, có thể tải xuống điện thoại di động. Hiện tại trong ứng dụng chỉ hiển thị một số lần tiêm chủng trước đó, nhưng Bộ Y tế đang chuẩn bị mở rộng để bổ sung dữ liệu. Vào năm tới, hệ thống Ezhadanka sẽ bắt đầu được thử nghiệm, sau đó sẽ được triển khai chính thức từ năm 2026. Hiện đề xuất sẽ được đưa đến Quốc hội để thảo luận.